Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, ký cảm nhận video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 10.000 top cần có kỳ đó dot game. Để tham gia game này các bạn cần click vào link mô tả dưới video mang tên Start Chatbot nè. Rồi bạn click share đi tiếp nha bạn. 7714. Rồi bấm mình get được 10.000 top cần dot game nè. Bấm join này góp. Như đầu tiên các bạn join trên group kênh seller đó các bạn. Rồi tiếp tục bấm đáp lời follow Twitter nữa. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Chương trình góp này anh đâm cho 5.000 lúc kia các bạn like các bạn chia sẻ cái tweet nè. Bạn tăng 5 người bạn các bạn vào hoặc 3 người bạn. Rồi bấm đáp lên nè. Rồi tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram bạn theo dõi nè các bạn. Rồi bấm đáp lên nè. Rồi bấm submit thì tên. Sau đó bấm đón. Sau đó các bạn đừng liên profile Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn qua Twitter các bạn nha. Bạn nhập vào avatar của mình, nhập vào hồ sơ nè, nhập vào bác anh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè, đây là chatbot nè. Sau đó các bạn submit địa chỉ BNB sở mã trên bet 20 trên chiếc wallet của mình nè bạn. Đây là chatbot. Sau đó các bạn join vào kênh Telegram group nó join xong bạn bấm join. Tiếp tục submit link retweet. Thì bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nè. Các bạn chia sẻ cái bài của bạn là tweet nè. Sao chép liên kết nè, gọi là chatbot nè. Rồi sorry. Nhiệm vụ này thì các bạn theo dõi Twitter của nó và retweet bot nè các bạn. Retweet bot thì bạn bấm Z chứ. Bot admin. Rồi lock lại bot các bạn. Đòn á cũng không thiệt. Tiếp tục gửi đường link profile Twitter của mình. Các bạn copy lại nha các bạn. Sorry các bạn nha các bạn. Mình sẽ bot lộn mà. Sau đó gọi địa chỉ BNB sở mã trên bet 20 trên chiếc wallet của mình. Sẽ chép lại nè. Tiếp tục bấm join. Tiếp tục các bạn bấm vào comeback nha các bạn. Rồi tiếp tục cần submit địa chỉ email của các bạn nè. Nãy nó không hiện địa chỉ chữ comeback trên sau nên mình gửi đường liên tục. Rồi tiếp tục bấm vào sẽ tiếp cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 10.000 top cần dot gem bằng việc liên kết chia sẻ bè những cái thằng đó kia tôi cần các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo của mình nhé.